Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 6 và quý phụ huynh nhé. Trong clip trước thì thầy đã quay cho các em xong rồi cái bài 1 ở phần bài tập cũng như là phần lý thuyết. Lý thuyết thì tiết 1 và phần bài tập là tiết 2 đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho em ở cái bài số 2, đó chính là cách ghi số tự nhiên của cái bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống em nha. Chúng ta khi mà muốn học mà nhanh, làm bài tập tốt á, và dễ hiểu nhất á, thì các em nên đọc bài trước, tự làm trước rồi mình xem clip của thầy. Chứ các em đừng có xem trước mà chưa đọc trước quyển sách này là không được, mà các em phải tự đọc trước quyển sách này, sau đó các em tự làm bài tập. Khi đó các em mới tiếp thu bài nhanh và có khả năng tự làm bài tập được. Ok, được chưa? Rồi, cũng giống như cái bài đầu tiên thì thầy sẽ giới thiệu sơ qua thì cách ghi số tự nhiên. Ở trong cái bài này chúng ta phải nắm được thầy hai phần. Phần thứ nhất đó chính là cái hệ thập phân, và phần thứ hai đó chính là cái số La Mã, cái hệ thập phân. Hai là số La Mã. Trong cái hệ thập phân này á, chúng ta cần phải nắm cái gì? Đó chính là các ví dụ. Thông thường trong cái hệ thập phân thì nó gồm từ chữ số 0 cho tới chữ số 9. Như là 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Được chưa nào? Khi mà chúng ta sắp xếp các cái chữ số khác nhau thì sẽ cho các cái số có giá trị khác nhau. Và lưu ý, khi chúng ta viết một cái số, ví dụ thầy lấy tổng quát là số ABC đi, thì cái chữ số A này nè, nó phải khác không, không được bằng không. Ví dụ như thầy lấy ví dụ như là 031 ấy, là cái chữ số 0 này nó là chúng ta sắp xếp nó đứng đầu tiên là nó không có cái giá trị gì cả, nó bị sai. Các em hiểu nào? Mà cái chữ số 0 này nó phải đứng đằng sau chữ số 3 này thì nó có giá trị, nghĩa là 301. Chứ chữ số 0 mình tên xếp đầu tiên là không được, là cái thứ nhất, cái lưu ý thứ nhất. Cái thứ hai, bây giờ đọc ví dụ thầy cho này 91.034 đây. Đó. Thì ở đây chúng ta thấy này, có mấy chữ số này, 5 chữ số. Thì cái hàng đây á, cái số 4 này người ta gọi là hàng đơn vị này. Cái này gọi là hàng chục này, số 0 này gọi là hàng trăm này, số 1 này gọi là hàng nghìn này, số 9 này người ta gọi là hàng chục nghìn. Nếu dù giả sử như có một số 2 nữa đi thì đây chính là hàng trăm nghìn, cũng thêm có một chữ số nữa đây chính là hàng triệu. Các em hiểu không? Đơn vị này, đơn vị chục, trăm, nghìn, chục nghìn, trăm nghìn, triệu, chục triệu, trăm triệu, tỷ, chục tỷ, trăm tỷ, cứ thế mà ngày đêm đếm lên. Các em hiểu chưa nào? Đó, giả sử như biểu thị cái số 291034 này, thì bây giờ thầy sẽ viết dưới dạng tổng, dưới dạng thập phân nha. Hàng đơn vị, hàng chục, trăm, nghìn, chục nghìn, trăm nghìn này, thì 200.000 đúng không? Thì chúng ta sẽ làm mấy chữ số 0? 5 chữ số 0 đúng không? Đó, chục nghìn. Cái này tí nữa vào chi tiết thì chúng ta sẽ hiểu thôi. Cứ như thế, được không nào? 1.000, 100.000 này, hàng trăm nghìn này, hàng chục nghìn này, hàng nghìn là nhân 1.000 này, tiếp tục là tới là những hàng trăm là nhân 100 này, hàng chục và cuối cùng là hàng đơn vị. Vậy thôi, nghe cái số này có thể viết là như thế. Ok, còn nói về cái chữ số La Mã, các em lưu ý này, đây là 1 này, 5 này, 10 này, 1 này, 5 này, 10 này. Các em lưu ý như này này, nếu số 1 này chúng ta cho xuất hiện nó đứng vào bên tay trái thì chúng ta sẽ trừ ra. Ví dụ như này thì các em nghĩa là chúng ta hình dung là lấy 5 trừ 1 thì cái này là 4 này. Nhưng nếu như ở số 1 này đứng vào về vị trí phía bên phải thì nó sẽ cộng vô, lấy 5 cộng 1 là bằng 6. Thì cái số 1 này nó có thể xuất hiện là 1 này, 2 hoặc 3, tối đa là 3. Chứ em viết 4 như này là sai. Biểu thị cái này là 9 là sai này. Chỉ được 3 thôi. Nhưng mà cái này là 8. Nếu thầy viết 2 đây chính là 7. Thì tương tự đối với 10 này cũng vậy. Nếu em viết bên trái thì em lấy 10 trừ 1 là bằng 9. Nhưng khi em viết về phía bên phải thì em sẽ cộng vô là bằng 11. Cứ như vậy. Các em hiểu chưa nào? Thầy giới thiệu sơ qua nhanh như vậy để các em nắm trước, sau đó bây giờ thầy sẽ đi vào chi tiết từng nội dung ở trong cái bài này, cái mạch kiến thức nó là gì. Về phần khái niệm và thuật ngữ thì chúng ta sẽ nắm thứ nhất là hệ thập phân.
thứ hai là từ chữ số, và thứ ba là số La Mã và chữ số La Mã nha. Về kiến thức kỹ năng rồi, phần này các em tự đọc điện thoại đi. Và lưu ý chúng ta trong phần này á, trong bài này chúng ta phải biết cách đọc và viết cái số La Mã từ 1 cho tới 30 các em nha. Phần này các em đọc luôn đi. Thầy sẽ đi vào những cái nội dung chính của cái bài. Mục đích chính của thầy là gì? Những cái mà râu ria này nọ là thầy sẽ bỏ qua. Nhưng những cái nào mà thầy nhấn mạnh mà lặp đi lặp lại nhiều lần, nghĩa là những kiến thức đó rất là trọng tâm, trong phần bài tập chúng ta hay gặp những phần đó. Được chưa nào? Rồi, tới phần đọc hiểu nè. Cách ghi số tự nhiên trong hệ thập phân này. Phần này các em có thể ghi vào trong vở chúng ta này. Trong hệ thập phân, mỗi số tự nhiên được viết dưới dạng một dãy những chữ số lấy trong 10 chữ số này. Đây, giống như ban đầu thầy đã giới thiệu là từ 0 cho tới 9 không? Vị trí của các chữ số trong dãy được gọi là gì? Gọi là hàng. Dù là hàng chục, hàng đơn vị, hay là hàng trăm, hàng nghìn, hay là hàng chục nghìn, hàng triệu, hay là chục triệu, tùy theo vị trí của nó đứng. Các em hiểu nè, cái vị trí của nó. Đây, thầy lấy ví dụ này. Ví dụ như là 2750 này. Thì bây giờ số 7 nếu nó đứng ở đây á, thì nó chính là hàng gì? Hàng trăm. Nhưng thầy lại viết như này, số 7 đứng vị trí này thì nó chính là hàng chục. Nên tùy theo vị trí của nó đứng để biểu thị cái giá trị của nó. Hiểu không? Đó. Cứ 10 đơn vị ở một hàng thì bằng một đơn vị ở hàng liền trước nó. Chẳng hạn 10 chục thì bằng 100, 10 trăm thì bằng 1000. Cái này thì dễ hiểu rồi đúng không nào? Rồi tiếp tục. Chú ý này, khi viết các số tự nhiên ta quy ước này, đối với các số tự nhiên khác không, chữ số đầu tiên từ trái sang phải phải khác không? Thì hồi nãy thầy đã nói rồi, cái này phải khác không nghĩa là gì? Nghĩa là cái chữ số đứng đầu không được bằng không. Nhiều 0, 3, 1 hồi nãy đấy, thì chữ số đứng đầu không được bằng không, nó phải là bắt đầu từ chữ số 1 cho tới chữ số 9. Nhớ không thầy như vậy. Nhưng bắt đầu từ chữ số thứ hai thì nó có thể là từ số 0 cho tới số 9. Ví dụ 1, 0, 3 thì chữ số thứ hai này, chữ số hàng chục thì nó ở đây thì nó có thể bằng không được, nhưng nó đứng đầu thì không được. Hiểu chưa? Ý là như vậy đó. Để dễ đọc, đối với các chữ số 4 chữ số trở lên, nhớ là 4 chữ số trở lên này, ta viết tách riêng từng lớp, mỗi lớp là một nhóm gồm 3 chữ số kể từ phải sang trái. Đây, thầy lấy ví dụ này. Ví dụ bình thường á, thầy ghi như này, 17567 đây, ví dụ thế. Thầy viết liền cái này đúng không? Bây giờ cái số này là số có 5 chữ số, thì thầy sẽ viết này, 17, thầy tách ra một nhóm này, 567. Nhưng mà đừng tách xa với như này là thôi á, đừng cái khoảng cách nó xa như này là không được đâu, nó phải gần gần như này thôi. Như vậy ở đây thầy sẽ đọc là gì? 17567. Như vậy biểu thị cái nhóm này ở đây là gồm 3 chữ số này như thế này, nhưng mà khoảng cách ở đây với cái nhóm đằng trước nó cũng gần thôi, chứ không phải cách xa như này đâu. Em hiểu chưa? Em rõ chưa nào? Đó, em hiểu như thế. Chẳng hạn này, bây giờ người ta cho em một ví dụ này, đây nè. Em thấy các cái số này nó cắt không? Cắt không? Thầy cắt không? Đó. Đọc ở đây là 221 tỷ 700 linh. Cái số 0 này là đọc là linh này, 707 gì? Triệu 263.598. Đấy, các cái lớp này, người ta kỹ này, hàng này, chữ số này. Ở đây là lớp tỷ này, triệu, nghìn đơn vị này. Không? Nếu như người ta nhìn đây này, cái số 8 này là chính là gì? Hàng đơn vị này, hàng chục này, hàng trăm này, hàng nghìn này, chục nghìn này, trăm nghìn này, triệu này, chục triệu, trăm triệu này, tỷ này, chục tỷ này, trăm tỷ này. Thì ở đây nó chia làm mấy lớp? Lớp đơn vị này, lớp gì? Lớp nghìn này, đúng không? Lớp triệu này và lớp tỷ này. Đó. Nhìn vào cái bảng này, nhìn vào cái bảng này, chúng ta sẽ nắm. Bây giờ thầy sẽ làm cho em ở cái câu hỏi nha. Rồi người ta đi sang ở câu hỏi, chấm hỏi này kìa. Chỉ dùng 3 chữ số 0, 1, 2, hãy viết tất cả số tự nhiên có 3 chữ số. Mỗi chữ số chỉ viết, nhớ nó thì viết một lần thôi. Như vậy nhớ rằng là cái số 0 này không được đứng đầu, chứng tỏ số 1 và số 2 này sẽ thay nhau đứng đầu. Giả sử như cách chọn thứ nhất, thầy chọn số 1 đứng đầu.
thì số 0 và số 2 này nó sẽ đổi nhau vị trí là chúng ta sẽ được hai số. Số 2 giả sử thầy cho ở chính giữa là hàng chục thì số 0 bên ngoài đây là một cách viết một. Bây giờ số 2 với số 0 này đổi chỗ cho nhau. Số 0 này vô chính giữa và số 2 ra bên ngoài đây. Được chưa? Tiếp tục, thầy không chọn số 1 đứng đầu nữa, thầy sẽ chọn số 2 đứng đầu. Khi đó số 0 và số 1 này sẽ đổi chỗ cho nhau, chứng tỏ được mấy số nữa, được hai số nữa. Số 1 nằm chính giữa thì số 0 bên ngoài. Số 2, số 0 nằm chính giữa thì số 1 bên ngoài. Chứng tỏ nó có mấy cách viết? Nó có 4 cách viết. Ok chưa? Chứ nếu như mà các em viết như này 0, 1, 2 hoặc là 0, 2, 1 là cái này sai. Không được viết như thế này, chỉ được viết như thế này thôi. Ok chưa? Đấy, nó có 4 cách viết như vậy. Các số tự nhiên, nếu mà câu dẫn thì các số tự nhiên có 3 chữ số này và mỗi chữ số đây. Các em ghi thầy câu dẫn này vô, sau đó các em viết 4 chữ số này ra. Các số tự nhiên có 3 chữ số, mỗi chữ số chỉ viết một lần từ 3 chữ số 0, 1, 2 là. Ghi cái này ra nha. Các em hiểu chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở trang 10 nha. Rồi, chúng ta sẽ đi sang ở cái phần tiếp theo. Giá trị các chữ số của một số tự nhiên, giá trị của nó tương ứng là bằng bao nhiêu cái chữ số đó. Trong cái số 32.019 ta thấy này, chữ số 2 đây, chữ số 2 nằm ở hàng gì? Hàng nghìn này. Nếu thầy điểm này, hàng gì đây? Đơn vị này, hàng chục này, hàng trăm này, hàng nghìn này, hàng chục nghìn này. Chứng tỏ cái số chữ số 2 này là gì? Nằm ở hàng nghìn. Hàng nghìn thì nó sẽ nhân bao nhiêu? Nó sẽ nhân với 1.000 thì giá trị nó là bằng 2.000. Đúng chưa? Hãy phát biểu theo mẫu câu đó đối với những chữ số còn lại. Rồi, thầy sẽ làm cho em xem nha. Chờ thầy lấy tờ giấy đi. Rồi bây giờ này, thầy sẽ phát biểu đối với chữ số hàng gì, hàng đơn vị trước nha. Chữ số 9 nằm ở hàng gì? Nằm ở hàng đơn vị và có giá trị bằng gì nè? Bằng mấy? Nếu nó là hàng đơn vị thì chỉ bằng mấy thôi, bằng chính nó, đó chính là bằng 9, được không? Chữ số 1 nằm ở hàng chục, đúng chưa? Và có giá trị đó chính là chúng ta sẽ lấy là gì? Có giá trị bằng 1 nhân mấy? Hàng chục nghĩa là nhân với 10 thì có giá trị bằng 10. Ok chưa? Chữ số 0 nằm ở hàng gì? Nằm ở hàng trăm và có giá trị bằng 0 nhân cho bao nhiêu? Nhân cho 100. Đúng không? Thì ở đây nó sẽ có giá trị bằng gì? Bằng 0. Tại vì 0 nhân với 100 thì nó bằng 0. Bao nhiêu nhân với số 0 nó bằng 0 hết cả. Chữ số 2 được rồi, bây giờ tới chữ số 3. Chữ số 3 nằm ở hàng gì các em? Đây này, đây là hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn này. Hàng chục nghìn, đúng không? Hàng chục nghìn và có giá trị bằng, em lấy 3 nhân chục nghìn nghĩa là bằng, nhân lên cho 10.000 sẽ bằng là 30.000. Em hiểu chưa? Đó, ok. Xong cái hoạt động 1. Rồi, em ghi chép gì đó thì người ta bấm dừng lại nha. Rồi, tiếp tục. Gì đây nè? Viết số 32.019 thành tổng. Tổng thì là phép gì? Phép cộng. Giá trị của các chữ số của nó. Như vậy thì 32.019 chúng ta viết này. Cái chữ tổng là phép cộng đúng không? Cái chữ số 3 này là hàng chục nghìn thì nghĩa là 3 nhân cho gì? 3 nhân cho 10.000 này. Cộng 2 nhân cho gì đây? Nhân cho 1.000. Chứ nữa, không nhân cho bao nhiêu? Nhân cho 100, đúng không? Cộng 1 nhân cho gì? Nhân cho 10 và cộng cho 9. Đó, thì cách viết này hồi nãy ban đầu thầy đã nói cho em biết rồi.
Được chưa? Ok, phần này các em đọc và ghi vô nha. Phần đây nữa này. Nghe khi thầy đánh dấu X là các em ghi vào trong vở nha. Mỗi số tự nhiên viết trong hệ thập phân đều biểu diễn được thành tổng giá trị của tổng giá trị các chữ số của nó. Ok. Rồi, bây giờ về phần ví dụ. Ví dụ thì chúng ta chỉ việc đọc để xem thôi. 236 thì hàng đơn vị này, hàng chục, hàng trăm này. Như vậy 2 này hàng trăm thì người ta nhân 100 này. Đúng không? Từ từ. Thầy nói chỗ đây một xíu này. Cái biểu thị dấu chấm này, dấu chấm này và cái dấu nhân này là biểu thị là bằng nhau em nhé. Nghĩa là đáng lẽ thầy viết là 3 nhân cho 100 à, thầy loại 10.000 thì nó cũng tương ứng với 3 nhân cho 1 với 10.000 nha. Từ nay trở về sau như vậy. Ok. Dấu chấm này là với dấu nhân này là biểu thị giống nhau này. Nhưng mà trong đây thì người ta toàn bộ là để cái dấu x, dấu nhân ha. Rồi AB đây dưới dạng tổng quát em, ABC. Còn giả sử như chúng ta viết ABCD thì sao? Thì thầy cũng sẽ viết luôn. A này sẽ là hàng gì? Các em, hàng nghìn thì ở đây thầy sẽ nhân bao nhiêu? Nhân cho 1.000. Cộng B nhân cho đây là bao nhiêu? 100. Cộng C nhân cho 10 và cộng cho D. Nha. Các em tự viết thầy là A, B, C, D, E đây. Các em tự viết ra. Ok chưa? Rồi. Bây giờ thầy sẽ đi sang làm phần luyện tập và vận dụng game nha. Luyện tập và vận dụng. Rồi. Luyện tập trước. Ta yêu cầu các em là viết cái số 34.604 thành tổng giá trị các chữ số của nó. Nghĩa là chúng ta sẽ viết giống như hồi nãy ở cái bài đối với cái số 32.019 ha. Thì em thấy số 3 này là hàng gì? Chục nghìn, chúng ta sẽ 3 nhân cho 10.000. Số 4 là hàng gì em? Số 4 là hàng nghìn nên là 4 sẽ nhân cho 1.000. Thôi bây giờ người ta cứ thống nhất là theo dấu nhân là giống trong sách đi nha. Chứ không bảo thầy làm khác nữa. 6 nhân bao nhiêu? 100 đúng không nè. Cộng 0 nhân cho mấy? Nhân cho 10 và cộng cho mấy? Cộng cho 4. Được chưa? Rồi. Tiếp tục. Chúng ta sẽ đi sang ở cái phần vận dụng. Em thấy các tờ tiền đây mệnh giá là bao nhiêu? 1.000 này, 10.000 này, 100.000. Đây là tờ tiền giấy nha. Đây là hai cái tờ polymer. Và hiện tại chúng ta gần như xài tiền polymer này ha. Polymer là gì thì lên chương trình hóa chúng ta sẽ biết nha. Bây giờ bài tập vận dụng nè. Bác Ho đi chợ. Bác chỉ mang theo 3 loại tiền. Mệnh giá đây là 1.000 này. 1.000 sau này chúng ta gọi tắt là 1K đấy. Bây giờ giới trẻ là như thế ha. 10.000. Gọi là 10K đấy ha. 100.000. Thì cái này gọi là 100K đấy. Sau này như dễ hiểu. Tổng số tiền bác phải trả là bao nhiêu? Tổng số tiền đây phải trả là 492.000 đồng. Nếu mỗi loại tiền bác mang theo không quá 9 tờ. Nghĩa là mỗi loại tiền này mang theo không quá 9 tờ. Nghĩa là phải nhỏ hơn 9 tờ này. Nhỏ hơn 9. Thì bác phải trả bao nhiêu tờ tiền mỗi loại mà người bán không phải trả lại tiền thừa. Thì bây giờ chúng ta để biết được là cái tờ 1.000 này bác mang theo mấy tờ, 10.000 này mấy tờ và 100.000 này mấy tờ, thì chúng ta phân tích thằng này ra. Em hiểu không? Phân tích thằng này ra à, như vậy 492.000 bạn chúng ta phân tích ra 4 nhân cho bao nhiêu? Nhân cho 100. Thầy cứ quen cái dấu chấm nha. Cộng 9 nhân cho 10 và cộng cho 2. Chứng tỏ này, cái loại 100.000 ở đây mấy tờ? 100.000 này bác sẽ đem là 4 tờ này. 4 tờ tương ứng ở đây này. Ở đây thầy đang phân tích và giảng để các em hiểu thôi. Tí nữa thầy sẽ ghi chữ giải và chi tiết xuống cho em làm. 10 cái tờ 10.000 này
Cái tờ 10.000 bác phải đem mấy tờ? 9 tờ. Tại vì ở đây người ta nói là không quá 9 tờ thì có quyền đem được 9 tờ. Và cái tờ 1.000 này thì bác đem 2 tờ, chứng tỏ 4 tờ 100.000 này, 9 tờ 10.000 và 2 tờ 1.000 là cái người kia không cần phải trả lại tiền thừa luôn. Hiểu chưa? Đấy. Rồi, sau khi mà thầy giảng giải các em hiểu rồi như này, thì giờ thầy sẽ giải chi tiết. Ta thống nhất là những cái bài mà toán có gọi là toán đố ấy, có chữ á, thầy sẽ phân tích trên đây gọi là phần nháp trước, sau đó thầy giải chi tiết dưới đây để các em ghi chép này, từ từ giải xuống này, hiểu chưa? Thì bây giờ ta biểu diễn 492.000 đồng thành này. 492 người ta sẽ phân tích thành tổng các chữ số của nó ha. 4 nhân bao nhiêu nhân 100 cộng 9 nhân mấy nhân 10 này cộng cho 2 không, chúng ta kết luận ở đây vậy. Để người bán hàng không phải trả lại tiền thừa à, thì cái số tờ tiền mỗi loại bác phải trả là, rồi bây giờ hồi nãy thầy phân tích ở trên đây rồi, tờ 100.000 là mấy tờ? 4 tờ này, 10.000 mấy tờ? 9 tờ. Và tờ 1.000 phải là mấy tờ? 2 tờ. Đúng không nào? Như vậy thì ở đây này, 100.000, 100k đấy là mấy tờ? 4 tờ. 10k là 10.000 đấy là 9 tờ. Và 1k nghĩa là 1.000 đấy, đó chính là gì? 2 tờ. Em đã hiểu không? Hiểu chưa? Đó. Rồi, vậy thôi. Đó chính là bài vận dụng. Chúng ta đi sang phần 2 là số la mã các em nhé. Như vậy thì những cái cách viết như vậy chúng ta được học đó gọi là hệ thập phân. Bây giờ chúng ta đi sang phần 2 là số la mã. Như vậy thì ngoài cách ghi trong cái hệ thập phân thì người ta còn có những cách ghi số khác. Cách ghi la mã xuất hiện trong nhiều công trình kiến trúc ở châu Âu hay trên mặt đồng hồ. Theo phân cách cổ điển trong nhiều văn bản và sách báo, số la mã thường được dùng để đánh số thứ tự ha. Đây. Phần này nghe. Cách ghi số la mã này. Các em thấy trên mặt đồng hồ nè, đây chỉ là mấy? 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 này. Thấy chưa nào? Như vậy thì người ta sẽ dựa vào các cái chữ ba ký tự này em. Không quá 30, nếu mà không quá 30 nha thì người ta sẽ sử dụng các ký tự này nãy ban đầu thầy nói rồi. 1 này, 5 này và đây chính là 10, đây là biểu thị là 1 này. Đây là 5 này và đây là 10 này. Thì nãy thầy nói rồi, nếu là đứng bên bên trái á như này á, như này thì sẽ trừ ra là 4 này, nhưng mà đứng bên phải nó phải là 6 cộng 1 vô. Nhưng mà các cái ký tự một này khi người ta ráp vào với 5 hoặc là với 10 hay một cái ký tự cao hơn thì nó chỉ được phép là 3 thôi, chứ người ta viết 4 như này là sai. Nhớ lại cái quy tắc đó nha. Giá trị này 1, 5, 10, 4 và 9 này. Và dưới đây là các cái bảng của nó này, từ 1 tới 10, từ 11 tới 20 và từ 21 tới 30. Các em nhìn thấy này. Giả sử ví dụ 24 10 10 này, 10 10 với đây là 4 là 24 này. Giả sử đây 27 này, 10 10 và đây là 7 này. Giả sử như đây là 17 đây, 10 5 và 2 này, 10 5 và 2 cộng lại 17 này. 11 là 10 với 1 này. 20 là 10 cộng 10 này, 10 với 9 này. Hiểu chưa? Đó. Ta sang phần nhận xét. Phần này các em có thể ghi vô ở đây. Rồi, thầy làm câu hỏi cho các em. Em hỏi đây. Câu A này. Viết các số 14 và 27 bằng số la mã 14 này. Không? Thì 14 thì sẽ là 10 cộng mấy mấy cộng với 4, 4 đây. Đó. 27 này. 27 sẽ là 10, 10 và 7, 10 này. 10 này, 7 này, 5 này,
12 này nó là 7, 10, 17 này, thấy chưa? Tương tự ngược lại, B là đọc là đây bao nhiêu? Là bao nhiêu em? Mười mấy? 10 với 6 này là 16 này. 10, 10, 20. Đây chính là 22 này. Đó. Ok, vậy thôi. Hiểu không? Rồi, chúng ta sẽ đi sang phần thử thách nhỏ nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần thử thách nhỏ này. Người ta yêu cầu em là sử dụng đúng 7 vi tính. 7 vi tính. Em ship được những số La Mã nè, 7 que đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que. Trong 7 cái que ở đây á, chúng ta phải ship được những số La Mã nào. Thì bây giờ á, để biết được thì em dựa vào thầy những anh trên đây này. Ví dụ như đây là một que, đây là hai que này. Ví dụ như chúng ta lấy hai cái que chụp lại thành năm này, đây một que này, hai que này, ba que này, ví dụ thế, thấy không? Thì bây giờ qua quan sát ở trên bảng này thì em thấy bảy trong bảy que này này, thì ship ra được những số nào? Thứ nhất là số nào này, đây nhìn này, ví dụ số 17 này thầy đếm này, chữ x này là hai que này, một hai que này, ba bốn này, năm sáu không được, nhưng mà số 18 này được này. Đầu tiên là số 18 em. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18 này. Số nào nữa nè, bạn nào nhìn thấy được nè. Đó chính là số 23 này. 23. Cùng 7 V. Hai mấy nữa? 24 cùng 7 V. Số nào nữa? 26. Đường nè, 26. Và bạn số bao nhiêu nữa? Đây chính là số. Còn 28 đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rồi, 9 V rồi. Đây chính là số 29 đây nè. Hết. Được chưa? Nhiêu đây? Đó. Ok chưa? Đấy. Như vậy thì chúng ta xong phần thử thách nhỏ. Về phần bài tập, thầy sẽ quay ở trong clip tiếp theo. Ở trong tiết bài tập, ở trong đây nó có từ câu 1.6 cho tới câu 1.12 ha. Nó có tổng cộng là 7 bài. 7 bài. Nếu như được thầy sẽ quay trong ở tiết 2 hết luôn. Và cái mục em có biết, các em tự đọc giùm thầy. Được chưa? Ok. Như vậy thì thầy cũng quay phần bài tập này. Bạn nào không có sách thì cũng bấm dừng lại để các em tự làm trước nha. Chúc em học tốt. Bye bye. Ok. Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 6 và quý phụ huynh nhé. Trong clip trước ở cái bài số 2 thì thầy đã quay xong ở cái tiết 1, gọi là phần lý thuyết rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay thì thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái phần bài tập. Ở trong đây nó gồm có 7 bài ha. Chúng ta bắt đầu đi sang bài 1.6 trước nha. 1.6 nha. Cho các số đây nha, 1, 2, 3, 4 viết trong hợp thập phân. Đọc mọi số đã cho. Trừ số 7 trong mọi số đã cho có giá trị là bao nhiêu? Thì bây giờ thầy sẽ giúp cho em giải quyết cái câu này nha. Ok, chúng ta sẽ đi sang số thứ nhất. Bây giờ thầy sẽ đọc các số đã cho trước các em nha. Câu A này. Đọc các số đã cho. Bây giờ thầy sẽ viết cái số thứ nhất và đọc luôn. Đáng lẽ thầy đọc bằng miệng các em viết ra, nhưng mà chắc thầy sẽ viết ra luôn. Nó mất hơi mất thời gian xíu, chúng ta thông cảm nha. 27501. Thì chúng ta đọc là gì? 27.501. Hoặc là chúng ta có thể đọc cách khác là 27.501 cũng được, nhưng mà theo thầy thì nên ghi là linh nghe em nha. 27.000 được chưa nào? 501. Tiếp tục cái số này, 106712.
Thì cái số này đọc là gì? 100. 100 gì các em? Ừ. 100 06 ha, 106.712. 106.712. Chữ thầy nó đã xấu rồi mà viết nhiều nó mỏi tay chịu nói nha. Tiếp tục 7110385. Đây sẽ là đọc là 7.100 không? 7 triệu này, 110.385. Được chưa nào? Ở đây các em đọc thầy là 7 triệu không? 100. Đúng chưa? 7.110.000. Ba trăm bao nhiêu? 85. Số cuối cùng 2915407267 ha. Thì cái số này chúng ta đọc là gì? 2 tỷ này 915.404.267. Được chưa? 2 tỷ đúng không? 915.404.267. Được chưa? Đó. Đó chính là cái cách đọc. Bây giờ cái giá trị của cái chữ số 7 của từng cái số nha. B này. Bây giờ cái số 27501 thì em chữ số 7 này nó nằm ở hàng gì? Nằm ở hàng nghìn. Kiếm ghi thầy này là chữ số 7 nằm đây này, hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn này. Như vậy chữ số 7 này thì nó sẽ nằm ở hàng nghìn, chứng tỏ nó có giá trị là bằng 7 nghìn đúng không nè. Chữ số 7 nằm ở hàng nghìn. Khi thầy viết cái bàn nó hơi rung rung, các em thông cảm nhé. Hàng nghìn. Và có giá trị, và có giá trị đó chính là 7 nhân cho 1.000 thì sẽ bằng 7.000. Vậy thôi. Tiếp tục cái chữ số 106712 thì em đếm này, hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, chứng tỏ chữ số 7 này sẽ là chữ số ở hàng gì? Hàng trăm. Nên nó có giá trị sẽ là 700 không? Chữ số 7 nằm ở hàng trăm và có giá trị là gì em? 7 nhân cho 100 thì bằng 700. Được chưa? Tiếp tục cái chữ số 7110385. Ta đếm nè, hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, chục nghìn, trăm nghìn, triệu. Chứng tỏ cái chữ số 7 nó nằm ở hàng triệu ha. Chữ số 7 nằm ở hàng triệu và có giá trị là, đó chính là 7 nhân cho 1 triệu em. Quyền chục, trăm, nghìn, chục nghìn, trăm nghìn, triệu này. Như vậy thì nó sẽ là 7 triệu ha. Đó. Ok. Tiếp tục chữ số cuối cùng 29154027 thì em thấy cái chữ số 7 này là nằm ở hàng gì? Hàng đơn vị này. Nên nó có giá trị là bằng 7 nhân 1 là bằng 7. Chữ số 7 nằm ở
hàng đơn vị và có giá trị là, thì em lấy 7 nhân 1 thì bằng 7 em nhé. Ok chưa? Đó, rồi. Cái bài 1.6 thực chất nó không có khó, nhưng mà trình bày ra thì rất là dài, mỏi tay ghê em. Câu A này, câu B em thấy này. Rồi, câu B. Khi em ghi chép đó thì bấm dừng lại nha. Chúng ta sẽ đi sang ở câu 1.7. Ta đi sang câu 1.7 nha. Chữ số 4 đứng ở hàng nào trong một số tự nhiên nếu có giá trị bằng. Như vậy thì nếu như mà nó bằng 400 thì nó đứng ở hàng gì? Hàng trăm. 40 thì nghĩa là hàng gì? Hàng chục. Còn số 4 không là sẽ là hàng đơn vị. Trời ơi, cái bài này quá dễ. Đúng không? 400 nghĩa là bằng 4 nhân 100 thì chứng tỏ nó đứng ở hàng trăm. 40 thì bằng 4 nhân 10 thì đứng ở hàng chục. Còn C thì 4 nghĩa là 4 nhân 1 nghĩa là đứng ở hàng đơn vị. Vậy thôi. Câu A này. Cái nghiêm thầy là chữ số 4 có giá trị bằng bao nhiêu nè? Bằng 400. Khi nó đứng ở đâu? Đứng ở hàng nào? Đứng ở hàng trăm. Câu B. Em ghi thầy đây là chữ số 4. Cứ như vậy em nhé. Có giá trị bằng bao nhiêu? 40. Khi nó đứng ở đâu các em? Khi nó đứng ở hàng gì? Ở hàng chục, đúng không? Câu C. Chữ số 4 có giá trị bằng mấy? Bằng 4. Khi nó đứng ở đâu? Ở hàng đơn vị. Xong. Quá dễ các em ha. Rồi, chúng ta sẽ đi sang câu 1.8 nha. Rồi, chúng ta có câu 1.8 nha. Người ta yêu cầu các em là đặt các số la mã. Đặt ha. Như vậy thì ở đây là mười mấy nha. Đây là 14 ha. Như vậy thì chúng ta ghi đây là 14 nè. 10 để tính 16 ha. Cái này rất dễ, thầy làm nhanh. XX này là 20 nè. 1, 2, 3 là 23 đúng không? 23 nè. Được chưa? Ok chưa nào? Câu 1.9 các em cũng liên quan tới số la mã nên thầy làm nhanh luôn. Viết dãy số sau bằng số la mã 18. 18 thì ở đây là 10 này, 5 này là 15 đúng không? 1, 2, 3 nữa là 18 này. Bao nhiêu là 25? 25 sẽ là 10 này, 10 là 20 đúng không? 5 nữa là 25, xong. Vậy thôi. Chúng ta sẽ đi sang câu 1.10 nha. 1.10 nha. Ta thấy rõ. Ừ. Rồi. Một trăm mười ở phía bên đây. Một số tự nhiên được viết bởi ba chữ số 0 và ba chữ số 9. Ba chữ số 9 nằm xen kẽ nhau, đó là những số nào? Xen kẽ nhau, các em nhớ nguyên tắc này, thầy giảng chỗ đen xíu nhé. Số 0 chúng ta không được viết đứng đầu. Giả sử chúng ta viết như này: 09 09 09 là không được, sai. Tại vì số 0 này không được đứng đầu. Viết cách viết này là sai. Chứng tỏ bắt buộc số 9 phải là số đứng đầu. Thì xen giữa sẽ là số gì? Số 0, số 9, số 0, số 9 và số 0. Đây chính là cái số chúng ta cần tìm này. Các em hiểu không? Các em ghi thầy giải này. Ở phần trên đây là thầy giảng em hiểu thôi. Thì bây giờ mình là giải chi tiết này. Vì số 0
không thể đứng đầu. Không thể đứng đầu nên là số 9 bắt buộc phải là số đứng đầu, đúng không? Nên cái số còn tìm là, đó là cái chữ số nào các em? Đó chính là 90, xen kẽ này, 090, xong. Ok chưa? Ta đi sang câu 1.11 các em nhé. Ta đi sang ở câu 1.11 các em. Dùng ba dùng các chữ số là 0, 3 với lại 5. Viết một số có tự nhiên có 3 chữ số. 3 chữ số ha. Nghĩa là nó có dạng tổng quát chúng ta 3 chữ số là thường là ABC này. Phải nào? Mà chữ số 5 có giá trị là 50. Chữ số 5 này có giá trị là 50, chứng tỏ 50 này nghĩa là bằng 5 nhân 10, chứng tỏ nó sẽ là vị trí B. Chắc chắn là ở vị trí ở hàng chục. Các em hiểu nào? Chắc chắn bây giờ cái số này chúng ta ráp vô nó có chỉ có dạng là A5C này. Đúng chưa? 5 này nó biểu thị là 50 đã. Như vậy nó chỉ còn lại số 0 và số 3. Đúng không? Còn lại số 0 số 3. Như vậy cái chữ A, số A này này nó phải khác số 0. A này không được bằng 0, chứng tỏ A này chúng ta phải chọn là số mấy? Chắc chắn nó sẽ là số 3. Và C này phải là số mấy? Số 0. Chứng tỏ cái số còn tìm ra đó chính là 350. Tại vì ở đây người ta nói là ba chữ số này là phải khác nhau, chứ không được giống nhau, nghĩa là chúng ta chọn được một lần thôi, chứ nó không được lặp lại. Em hiểu ý thầy nói nè, nó không được lặp lại. Đó, nhưng mà cái số còn tìm ta sẽ là 350 thì nó thỏa mãn được cái điều kiện của bài toán này đưa ra. Chúng ta giải nè. Em lập luận nha, phải lập luận các em nha. Em ghi thầy là cái chữ số 5 có giá trị là bao nhiêu? Là 50. Đúng nè, nên nó ở hàng gì? Nên nó ở hàng chục. Đúng chưa? Hàng chục nghĩa là này ở vị trí B này này. Nó bắt buộc phải ở vị trí B đó. Đúng không? Cái số 0 không thể đứng đầu. Không thể đứng đầu. À, nên chữ số 3 ở hàng gì? Chắc chắn ở đứng đầu sẽ là hàng trăm. Và chữ số 0 là hàng đơn vị. Vậy số cần tìm là đó chính là 350. Hiểu chưa? 1.11 em. Ngoài cổ em. Trời nóng muốn chết mà không dám bật quạt đây. Bật quạt thầy sợ nó sẽ, nói chung là nó ồn video em, nên không dám bật. Đáng chịu nóng. Có con ngoài sắt có ngày nên cây xà beng hay cây kim đây em biết. Rồi ok, ta sẽ đi sang bài cúng cùi là cuối cùng nha. Cứ dạng toán bằng chữ như này thì bắt buộc thầy phải đọc đề, rồi tóm tắt đề thì các em cũng hiểu và ra tại sao ra được kết quả như vậy. Chứ đùng đùng mà vào mà thầy giải liền thì các em lại không hiểu. Không thể hiểu được em. Trong một cửa hàng bánh kẹo, người ta đóng gói kẹo thành các loại này. Thành các loại ha, loại gì không biết ha. Mỗi gói có 10 cái kẹo này. Cứ một gói này, trong đây là có 10 cái kẹo. Mỗi hộp là có 10 gói. Từ từ nè, một gói á thì bằng 10 cái kẹo nghe ạ. 10 kẹo này. Một hộp thì ở đây sẽ là gì nè. Mỗi hộp có 10 gói. Chờ thầy xíu có điện thoại nghe em nhé. Xin lỗi em, do thầy có điện thoại phụ huynh đăng ký khoa học online nghe em. Lớp 6 thì hiện tại chưa có nghe em. Thầy quay hết sách giáo khoa xong rồi thầy mới quay lại sách bài tập, thì khi đó các em mà quý phụ huynh đăng ký khoa học online phần sách bài tập nha.
Bây giờ thầy phải gấp rút để quay sách giáo khoa của ba bộ nên thời gian rất là nhiều em. Nên em thông cảm nha. Bây giờ thầy đọc đề lại nha. Một cửa hàng bán bánh kẹo, người ta đóng gói kẹo thành các loại. Mỗi gói là 10 cái kẹo nha. Chúng ta chú ý vào đây nè, một gói thì bằng 10 cái kẹo. Mỗi hộp có 10 gói. Các em hiểu nè, một hộp là có 10 gói mà một gói là 10 cái kẹo, chứng tỏ một hộp này là bằng bao nhiêu nè? Chúng ta sẽ lấy 10 nhân 10 sẽ bằng là 100 cái kẹo này, đúng không? Nghĩa là một hộp, chúng ta hình dung là một gói thì 10 kẹo mà một hộp thì 10 gói. Tại một gói là 10 kẹo mà 10 gói thì em lấy 10 nhân 10 thì chứng tỏ trong một hộp này sẽ là 100 cái kẹo này, ta hình dung như vậy. Mỗi thùng có 10 hộp. Một thùng là có 10 hộp. Một hộp chúng ta tính có 100 cái kẹo, chứng tỏ một thùng. Một thùng mà 10 hộp, chứng tỏ chúng ta lấy 10 nhân cho 100 thì bằng là 1.000 cái kẹo này. Ta hình dung vậy trước. 1.000 này. Các em hiểu nè. Mỗi thùng có 10 hộp. Một người mua 9 thùng. 9 thùng. 9 thùng. 9 hộp và 9 gói kẹo, 9 thùng, 9 hộp, 9 gói. Hỏi người đó đã mua tất cả bao nhiêu cái kẹo. Như vậy 9 thùng, cứ 1 thùng là 1.000 cái kẹo thì sẽ bằng 9 nhân cho bao nhiêu? 1.000 là bằng 9.000 cái kẹo này. Một hộp, đây một hộp thì bằng bao nhiêu cái kẹo? 10 kẹo, 100 cái kẹo, nghĩa là bằng 100 nhân 9 là bằng 900 cái kẹo. 9 gói, một gói của chúng ta là bằng 10 kẹo, chính là 9 nhân 10 là bằng 90 cái kẹo. Sau đó chúng ta cộng tổng lại 9.990 cái kẹo, cộng lại là bằng 9990 kẹo. Đây chính là cái kết quả mà chúng ta cần tìm. Đúng chưa? Như vậy, nhưng mà ở đây chúng ta cần phải lập luận. Ta phải tính từng bước. Ở đây là thầy đang tóm tắt cái đề bài, tại sao nó ra được cái số này, để chúng ta hiểu. Hiểu chưa nào? Ta giải nè. Bây giờ thầy sẽ tính cái số cái kẹo có trong một hộp trước nha. Số cái kẹo. Kẹo nhưng mà kẹt nha. Kẹo có trong một hộp là chúng ta sẽ lấy 10. Tại vì một gói là 10 cái kẹo mà một hộp là có 10 gói. Các em hiểu nè, 10 gói thì em lấy 10 nhân cho 10 thì sẽ bằng là 100 cái kẹo. Được chưa? Tiếp tục, thầy sẽ tính số cái kẹo có trong một thùng là, tại vì một thùng là bằng 10 hộp mà một hộp là 100 cái kẹo, chúng ta chúng ta lấy 10 nhân cho 100. Đúng chưa nào? 100 nhân cho 10 này thì sẽ bằng 1.000 cái kẹo. Ok chưa? Bây giờ thầy sẽ một thùng rồi đúng không? Bây giờ thầy sẽ tính được là gì? Hồi nãy là một gói là 10 kẹo này, một hộp mà là 100 cái kẹo, một thùng 1.000 đúng không? Bây giờ ở đây người ta mua gì? Một người mua 9 thùng này, 9 hộp này, 9 gói. Hỏi người đó mua tất cả bao nhiêu cái kẹo thì bây giờ người ta làm tổng luôn nha. Vậy một người mua ở đây là 9 thùng này, 9 hộp và 9 gói kẹo ha, thì số kẹo người đó mua tất cả là, như vậy có phải là 9 thùng, một thùng ở đây là 1.000 cái kẹo, 9 nhân 1.000 cộng cho 9 hộp là 9 nhân cho 100, 9 gói mà một gói thì bằng 10 cái kẹo, chúng ta 9 nhân 10. Như vậy kết quả ở đây sẽ là 9.000 này, 990 thì sẽ bằng là 9.990 cái kẹo. Đó. Ở trên đây là cái phần hướng dẫn của thầy, còn cái phần này mới là phần giải chi tiết này. Được chưa? Ok. Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho các em
ở cái bài số 3 nha. Chúc cho em học tốt. Bye bye. Ok. Các em nhớ like, comment tích cực và đăng ký kênh của thầy nha. Chúc em học tốt.